Hello mọi người, thì để bắt đầu cho bức tranh về phối cảnh hai điểm tụ hôm nay của mình thì mình sẽ vẽ một đường chân trời, sau đó chấm hai điểm nằm trên đường đó. Thế là chúng ta sẽ có hai điểm tụ. Và tiếp theo mình sẽ nói những cái đường thẳng từ hai điểm tụ ra phía bên ngoài để tạo thành những cái con đường mà nằm ở trong thành phố mà hôm nay mình vẽ. Hôm trước khi mà mình có vẽ cái phối cảnh một điểm tụ và mình có kể về cái môn mà hồi năm nhất mình học mà nó có liên quan tới những cái phối cảnh điểm tụ nè mọi người. Cái môn đó là môn hình học và hình đó mọi người nhớ không? Thì thật ra hôm bữa mình có nói như vậy, sau đó là có một bạn comment là chị ơi thì năm nhất mình học về phối cảnh một điểm tụ hả chị? Thì thật ra mình khẳng định lại luôn là cái môn đó nó chỉ tương tự thôi mọi người, mà nó khó hơn rất là nhiều luôn. Tại vì mình còn phải tính toán ra rất là nhiều thứ thì mình mới có thể vẽ được cái hình phối cảnh của cái đề yêu cầu. Ví dụ như là bạn phải tính ra cái độ dài của cái bóng đổ nó như thế nào này kia rất là nhiều, nên là nó rất là kinh khủng, nên là mình mới sợ nó mọi người. Chứ nó, nếu mà nó đơn giản như thế này thì rất là dễ luôn đúng không? À với lại mình cũng phát hiện là cái hình như các bạn rất là thích nghe mình kể chuyện về kiểu trường kiến trúc cũng như là những cái môn mà mình học ở trong trường kiến trúc á. Thì sau này mỗi lần mình làm clip mình sẽ cố gắng kể một câu chuyện về kiến trúc cho mọi người nghe. À với lại sẵn đây mình cũng sẽ trả lời một câu hỏi mà hôm nay mình nhận được rất là nhiều từ các bạn luôn. Kiểu như các bạn sắp đậu vào trường kiến trúc á, nên là có nhiều thắc mắc về vấn đề học phí á mọi người. Thì học phí ở trong trường thì mình thấy rất là rẻ so với những trường khác luôn á mọi người. Kiểu như trường, mọi trường á thì sẽ tính là tiền học phí theo tín chỉ đúng không? Thì một tín chỉ thì sẽ trường của trường kiến trúc nha, ngành của mình á, ngành kiến trúc, còn những ngành còn lại thì mình không biết là nó có bằng giá như vậy không, nhưng mà mình nghĩ thì nó cũng giống nhau thôi. Chỉ có khác là những cái ngành mà ngành liên kết nước ngoài á thì giá tiền nó mới khác thôi, còn những ngành còn lại thì mình nghĩ là nó cũng sẽ giống nhau. À, quay lại là một tín chỉ của trường mình, ngành kiến trúc thì sẽ dao động tầm 300, hình như theo mình nhớ là 380 á mọi người. Thì cứ thế thì các bạn cứ nhân lên. Bình thường thì một môn học sẽ có thường là có hai tín chỉ nè, có môn có ba tín chỉ, có môn có bốn tín chỉ. Thì cứ thế các bạn cứ nhân lên thì khoảng tầm một học kỳ nha, thì mình thường sẽ trả mức học phí một học kỳ từ 5-6 triệu tùy cái tín chỉ mà học kỳ đó mình đăng ký là bao nhiêu. Nếu mà các bạn đăng ký nhiều tín chỉ thì số tiền sẽ càng tăng lên, còn nếu mà các bạn đăng ký ít thì sẽ giảm đi. À với lại á, trường á thì có yêu cầu là kiểu như là một học kỳ là các bạn sẽ phải học tối thiểu bao nhiêu tín chỉ thì mới được xét học bổng. Nếu mà sau này đủ điểm để xét học bổng á thì phải đạt tối đa bao nhiêu đó thì mới được, tối thiểu bao nhiêu tín chỉ đó thì mới được học bổng. Còn nếu mà các bạn không quan tâm tới học bổng á thì các bạn có thể đăng ký thấp hơn cái mức đó cũng được, chứ không có bắt buộc phải đăng ký bao nhiêu tín chỉ đó. Ok, đó là câu hỏi mà hôm nay nhiều bạn hỏi mình. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi nào nữa thì hãy comment cho mình biết để những cái clip sau mình sẽ trả lời cho mọi người nha. Thì mình suy nghĩ là nếu mà mỗi clip mình có những cái câu trả lời cho mọi người thì có vẻ cái clip nó sẽ thú vị hơn, đúng không? Thì các bạn cứ hỏi đi, thì nếu mà cái nào mình biết thì mình sẽ trả lời, còn nào mình không biết thì mình sẽ chuyển nhượng sang cho chị Google nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại một phần phối cảnh một chút xíu. Thì đối với những cái phối cảnh này á thì sẽ có nhiều bạn thắc mắc là ủa giờ mình vẽ như vậy thì sau khi vào đại học kiến trúc thì mình sẽ áp dụng nó được trong những lúc nào, đúng không? Thì mình sẽ trả lời cho các bạn là những cái phối cảnh này nè, khi mà các bạn vào trường á, ngành của mình nha, ngành kiến trúc, thì năm nhất năm hai sẽ thường là đồ án vẽ tay. Thì các bạn sẽ áp dụng những cái nguyên tắc này để các bạn thể hiện đồ án cho nó đẹp nhất á, thể hiện cái phối cảnh cho nó đẹp á. Thường thì nó sẽ có nhiều cái phối cảnh đó mọi người, kiểu như các bạn sẽ chọn trong công trình của mình cái phối cảnh nào đẹp nhất, thì cái góc nào đẹp nhất á, thì các bạn sẽ vẽ cái phối cảnh đó lên để sau này thể hiện và nộp bài. Mình thì mình thường thích cái phối cảnh chim bay á mọi người, để hôm nào mình sẽ vẽ về cái phối cảnh chim bay cho mọi người xem nha.
Với lại á, khi mà các bạn làm đồ án á, thì thường mình thấy á, các bạn để dễ dàng mà tìm cái góc đẹp cho cái công trình của mình á, thì các bạn nên làm mô hình á. Làm mô hình thì các bạn sẽ dễ dàng quan sát được bằng mắt đúng không? Thì các bạn, cái cách mà các bạn dễ nhìn nhất á, là các bạn sẽ lấy camera của điện thoại nè, các bạn để cái camera đi khắp cái công trình thì xem cái góc nào đẹp, thế là mình sẽ vẽ vào cái góc đó. À mọi người, cái bức tranh này mình đang vẽ là mình đang vẽ cái cây mà bình thường mình làm đồ án mình hay để vô mọi người. Cái cây này rất là cute luôn, mình tìm nó ở trên Pinterest á. Thì nếu mà các bạn có thích những cái mẫu cây này thì các bạn lên Pinterest search là nó ra nhiều lắm luôn á. Thì mình rất là thích cái kiểu cây này luôn, tại nó rất là dễ vẽ, không dễ lầy á, không có bị lầy lắm. Nếu mà vẽ như vậy xong ha, xong rồi mình lấy marker mình đi lên thêm một xíu nữa là nhìn nó xuất sắc, dễ thương lắm mọi người. Rồi cái bên mình đang vẽ là vẽ một cái đám cỏ. Thì thường thường á, trong trường á, thì mình tụi mình hay vẽ cái kiểu cỏ vậy mọi người, giống như những con lăng quăng nhúng 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 vậy. Mình nghĩ là các bạn nên lựa những cái bức tranh này kiểu như thế này, những có những cái phối cảnh như thế này nè, các bạn vẽ để luyện tập sau này vào đại học kiến trúc đỡ bỡ ngỡ mọi người. Tại vì sau này á, nếu mà làm đồ án á, thì các bạn sẽ diễn họa đúng không, thì mình có thể diễn kim này, hoặc là diễn màu nước, diễn marker này, tùy thuộc vào sở thích của các bạn. Thì cái này giống như là một cái đồ án diễn kim vậy đó mọi người. Mình sẽ đi bóng cho những cái công trình, sau đó sẽ tô màu lên cho nó đẹp hơn, hoặc là có thể dễ dàng để kim gì cũng được luôn. À với lại cái bút mà mình đang dùng á là bút, hình như là bút mực đen mà mực nước á mọi người, nên là nó không có đúng với lại cái loại bút mà bình thường mình diễn họa ở trong đồ án. Nếu mà đúng là bút Unipink hoặc là bút Sakura thì nó mới đúng là bút kim đen. Bút đó mới có nhiều ngòi để các bạn thể hiện cái đồ án của mình, nó có nhiều cái độ, nhiều cái nét vẽ khác nhau thì nó sẽ sinh động hơn. Còn cái này mình dùng bút kim đen, bút đen như thế này thì nó hơi bị đều so với cái nét á, nên là nhìn nó, cái bức tranh nó không có độ sâu nhiều lắm. Bước này là mình đang vẽ những cái xe cộ chạy trên đường này mọi người, rồi vẽ những cái con người nhỏ 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 nữa, nhìn cho bức tranh mình nó có sức sống á mọi người. Rồi những cái công trình nào mà có vẻ như là kính á thì mình sẽ vẽ những cái sọc sọc để thể hiện là cái mặt đó là kính luôn. Đây bây giờ sẽ quay cho mọi người xem tổng quát bức tranh nè, quay gần cho mọi người thấy cái nét vẽ kim của tôi nè. Thật ra mình vẽ nét kim không đẹp lắm đâu mọi người, mình cũng đang luyện dần á. Ok, thế là bức tranh về phối cảnh hai điểm tụ của mình hôm nay đã xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Đừng quên like và subscribe cho mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.